Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 13. Làm thế nào để sử dụng sức mạnh vô hạn để chỉ dẫn bạn trên mọi phương diện? Có một nguyên tắc của sự chỉ dẫn của Thiên Chúa đang vận hành trong bạn và khắp vũ trụ. Và bằng cách sử dụng trí tuệ vô hạn bên trong bạn, bạn có thể thu hút nhiều trải nghiệm và diễn biến tuyệt vời ngoài những giấc mơ tuyệt diệu của bạn. Chương này sẽ tiết lộ cho bạn những nguyên tắc hướng dẫn theo nhiều cách khác nhau để bạn có thể áp dụng chúng và thu hút mọi loại phước lành trong cuộc sống của mình. Cách một người phụ nữ thu hút người bạn đời phù hợp của mình. Một cô thư ký trẻ từng mắc hai sai lầm trong hôn nhân nói với tôi: "Tôi không muốn mắc phải sai lầm lần thứ ba. Tôi biết hai lỗi cuối cùng là do tôi đánh giá theo vẻ bề ngoài và tôi không biết phải làm thế nào. Áp dụng nguyên tắc hướng dẫn trong cuộc sống của tôi, hãy kiểm tra và xem liệu lời cầu nguyện hiện tại của tôi có đúng không." Sau đây là lời cầu nguyện của cô ấy. Trí tuệ vô hạn bên trong tôi thu hút người bạn đời phù hợp của tôi. Anh ấy là người hài hòa, dễ mến, thân thiện và có tâm hồn thiêng liêng. Tôi góp vào niềm vui và hạnh phúc của anh ấy và giữa chúng tôi có sự hòa hợp, hòa bình và thấu hiểu. Tôi tin chắc chắn rằng trí tuệ vô hạn đáp ứng suy nghĩ của tôi và tôi biết điều đó không có sai lầm. Tôi mong đợi, chắc chắn và tích cực tin rằng mình sẽ gặp được người bạn đời phù hợp. Tôi biết nguyên tắc hiện đang hoạt động và tôi bước đi trong ánh sáng của nó. Tôi khen ngợi cô ấy về lời cầu nguyện của cô và sự thông minh, khôn ngoan được thể hiện trong việc áp dụng các quyền năng bên trong cô ấy. Nguyên tắc của sự chỉ dẫn của Chúa đã phát huy tác dụng đối với cô và cô đã thu hút được một người đàn ông thú vị, chân thành và tuyệt vời. Sau đó tôi đã có đặc ân tiến hành hôn lễ của họ. Sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời hoạt động như thế nào đối với mọi người? Bạn có thể sử dụng sức mạnh vô hạn để hướng dẫn những người khác, cho dù người kia là người lạ, người thân hay bạn thân. Bạn có thể làm điều này bằng cách biết rằng sức mạnh hướng dẫn vô hạn đáp ứng với suy nghĩ của bạn và bằng cách tin tưởng vào phản ứng vô hạn này. Tôi đã làm điều này cho nhiều người với kết quả phi thường và hấp dẫn. Ví dụ, một kỹ sư trẻ gọi điện thoại cho tôi vào một ngày nọ và nói: "Tổ chức mà tôi đang làm việc đang bán hết cho một công ty lớn hơn mà tôi được thông báo rằng tôi không cần thiết trong quá trình tái thiết mới. Ông có thể cầu nguyện cho sự hướng dẫn của Chúa cho tôi." Tôi nói với anh ấy rằng có một nguyên tắc hướng dẫn vô hạn sẽ tiết lộ một cánh cửa biểu đạt mới cho anh ấy và tất cả những gì anh ấy phải làm là tin rằng điều này giống như cách anh ấy tin vào định luật Boyle hoặc định luật Avogadro trong khoa học. Tôi sử dụng nguyên tắc như sau. Tôi hình dung người kỹ sư này nói với tôi: "Tôi đã tìm thấy một vị trí tuyệt vời với mức lương tuyệt vời. Nó đến với tôi bất ngờ. Tôi đã làm điều này trong khoảng 3 hoặc 4 phút sau khi anh ta gọi điện thoại cho tôi và sau đó quên tất cả về nó. Tôi đã tin và mong đợi một câu trả lời. Ngày hôm sau, anh ấy gọi cho tôi và xác nhận rằng anh ấy đã chấp nhận một lời đề nghị tốt với một công ty mới. Anh ta nói, lời đề nghị đến với anh ta là ngoài ý muốn. Chỉ có một tâm trí và những gì tôi chủ quan hình dung và cảm thấy như sự thật đã ứng nghiệm trong kinh nghiệm của người kỹ sư này. Khi bạn kêu gọi nguyên tắc hướng dẫn vô hạn, nó luôn trả lời bạn. Điều bạn tin tưởng sẽ xảy ra, chắc chắn sẽ xảy ra." Cách nhận chỉ dẫn cá nhân về địa điểm đích thực. Bạn xây dựng lòng tin và sự tin tưởng vào lực lượng hướng dẫn vô hạn bằng cách biết rằng Chúa là sự sống vô hạn và bạn là sự sống vĩnh cửu được hiển hiện. Nguyên tắc cuộc sống quan tâm đến việc tìm kiếm sự thể hiện thông qua bạn. Bạn là duy nhất và hoàn toàn khác biệt. Bạn nghĩ, nói và hành động khác nhau. Không có ai trên thế giới này giống như bạn. Nguyên tắc cuộc sống không bao giờ lặp lại chính nó. Nhận ra, biết và tin rằng bạn có những tài năng và năng lực đặc biệt và độc đáo. Bạn có thể làm điều gì đó theo một cách đặc biệt mà không ai khác trên thế giới có thể làm được, bởi vì bạn là bạn. Bạn ở đây để thể hiện bản thân đầy đủ và làm những gì bạn yêu thích, từ đó hoàn thành số phận của mình trong cuộc sống. Bạn quan trọng, bạn là một cơ quan hoặc biểu hiện của Chúa. Đức Chúa Trời cần bạn ở nơi bạn đang ở, nếu không bạn sẽ không ở đây. Sự hiện diện của Chúa ngự trị bạn.
Tất cả quyền năng, thuộc tính và phẩm chất của Đức Chúa Trời đều ở trong bạn. Bạn có niềm tin, trí tưởng tượng và sức mạnh để lựa chọn và suy nghĩ. Bạn nhào nặn, tô điểm và tạo ra vận mệnh của chính mình theo cách bạn nghĩ. Nguyên tắc chỉ dẫn đã cứu một mạng sống như thế nào? Tiến sĩ Harry Gardner quá cố, tác giả của Emmett Fox, người đàn ông và công việc của ông ấy tin tưởng vào nguyên tắc hướng dẫn trong mọi công việc của mình. Một lần ông ấy chuẩn bị lên máy bay và một giọng nói bên trong bảo ông ấy đừng đi. Hành lý của ông ấy đã lên máy bay, nhưng ông đã hủy chuyến đi. Ông ấy đã làm theo xung lực trực giác này và nó đã cứu mạng ông ấy, vì tất cả những người trên chuyến máy bay định mệnh đó đều đã chết. Đoạn kinh thánh yêu thích của ông ấy là: Vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi, thiên sứ sẽ nâng ngươi trên bàn tay mình, e chân ngươi vấp nhầm hòn đá trăng. Sách Thi Thiên, chương 91, mục 11-12. Hành động đúng là dành cho bạn thông qua sự hướng dẫn. Sự chỉ dẫn của Chúa đến khi động cơ của bạn là đúng, và khi mong muốn thực sự bên trong của bạn là làm điều đúng đắn. Khi suy nghĩ của bạn đúng, tức là khi nó tuân theo quy tắc vàng và quy luật thiện chí cho tất cả mọi người, một cảm giác bình yên và tĩnh lặng trong nội tâm sẽ trào dâng trong bạn. Cảm giác đĩnh đạc, cân bằng và bình tĩnh bên trong này khiến bạn làm điều đúng đắn trong tất cả các giai đoạn của cuộc đời. Khi bạn chân thành mong muốn cho người khác những gì bạn ước cho chính mình, thì bạn đang thực hành tình yêu thương. Đó là sự thực hiện quy luật sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Cách bạn có thể được hướng dẫn một cách tự động. Một người bạn của tôi, một thợ xây dựng, luôn bận rộn và không thể xử lý đầy đủ tất cả các cuộc gọi công việc của mình. Anh ta nói với tôi, họ đã nói với tôi việc kinh doanh tòa nhà đang chậm, nhưng tôi không thể theo kịp các cuộc gọi của tôi. Anh ấy nói thêm rằng anh ấy đã phạm rất nhiều sai lầm trong quá khứ và đã đánh mất hai vận may nhỏ trong những lần mạo hiểm. Nhưng 6 năm trước, anh ấy đã ngồi xuống nghiên cứu sức mạnh của tiềm thức và ngay lập tức bắt đầu áp dụng các nguyên tắc được mô tả trong đó. Anh ấy cho tôi xem lời cầu nguyện hàng ngày của anh ấy được đánh giá ngay ngắn trên một tấm thẻ mà anh ấy luôn mang theo bên mình. Nó có nội dung như sau: Tôi tha thứ cho bản thân về tất cả những lỗi lầm trong quá khứ. Tôi không đổ lỗi cho ai. Tất cả những sai lầm của tôi là bàn đạp cho sự thành công, thịnh vượng và thăng tiến của tôi. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Chúa luôn hướng dẫn tôi và bất cứ điều gì tôi làm sẽ đúng. Tôi tự tin tiến về phía trước mà không sợ hãi. Tôi cống hiến những gì tốt nhất có trong mình cho mọi công việc của mình. Tôi cảm thấy, tin tưởng, khẳng định và biết rằng tôi được nâng đỡ, hướng dẫn, định hướng, duy trì, thịnh vượng và bảo vệ bằng mọi cách. Tôi làm điều đúng đắn, tôi nghĩ những suy nghĩ đúng đắn và tôi biết có một trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của tôi sẽ trả lời cho tôi. Tôi dành những điều tốt nhất cho khách hàng của mình. Tôi được hướng dẫn để đưa ra mức giá phù hợp và tôi được truyền cảm hứng để xem những gì phải làm và tôi sẽ làm điều đó. Tôi thu hút những người đàn ông phù hợp, những người làm việc hài hòa với tôi. Tôi biết những suy nghĩ này chìm sâu vào tiềm thức của tôi, tạo thành một khuôn mẫu chủ quan và tôi tin rằng tôi sẽ nhận được phản ứng tự động từ tiềm thức của tôi phù hợp với suy nghĩ theo thói quen của mình. Đây là lời cầu nguyện hàng ngày của người thợ xây và anh ta tự động được hướng dẫn đến mọi điều tốt đẹp. Anh ấy nói để che giấu rằng mọi thứ anh ấy làm dường như có liên quan đến Midas, ngón tay Midas chạm đến sự thịnh vượng. Không có sai sót, mất mát hoặc tranh chấp lao động trong hàng ngũ của mình trong hơn 6 năm. Quả thật, anh ấy tự động được hướng dẫn. Bạn cũng có thể như vậy. Hãy nhớ rằng tiềm thức của bạn phản ứng với bản chất của suy nghĩ và hình ảnh trong tâm trí có ý thức của bạn. Sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời đã tiết lộ tài năng thực sự. Một người đàn ông trẻ từng thất bại trong lĩnh vực âm nhạc, trong sân khấu kịch với tư cách là một diễn viên và cả trong kinh doanh đã nói với tôi rằng tôi đã thất bại trong mọi thứ. Tôi gợi ý với anh ấy rằng câu trả lời cho vấn đề của anh ấy là ở chính bản thân anh ấy, và anh ấy có thể tìm ra biểu hiện thực sự của mình trong cuộc sống. Tôi giải thích với anh rằng khi anh được làm những gì anh yêu thích, anh sẽ hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Theo gợi ý của tôi,
anh ấy đã cầu nguyện như sau: tôi có sức mạnh để vươn lên cao hơn trong cuộc sống. Bây giờ tôi đã đi đến một quyết định rõ ràng rằng tôi sinh ra để thành công và có một cuộc sống đầy chiến thắng, mang tính xây dựng. Tôi đã đạt đến niềm tin bên trong rằng con đường huy hoàng dẫn đến thành công bây giờ là của tôi. Trí tuệ vô hạn trong tôi bộc lộ tài năng tiềm ẩn của tôi, và tôi đi theo sự dẫn dắt xuất phát từ trí óc suy luận tỉnh táo của tôi. Tôi nhận ra điều đó rõ ràng. Thành công là của tôi bây giờ, của cải là của tôi. Tôi đang làm những gì tôi thích làm và tôi đang phục vụ nhân loại một cách tuyệt vời. Tôi tin vào nguyên tắc hướng dẫn và tôi biết câu trả lời sẽ đến vì nó được thực hiện với tôi như tôi tin tưởng. Sau một vài tuần, người thanh niên này có một khao khát mãnh liệt là được học để thi thăng tiến theo dòng khoa học về tâm trí. Hôm nay anh ấy thành công rực rỡ với tư cách là một giáo viên, mục sư và là người cố vấn tâm lý. Anh ấy vô cùng hạnh phúc trong công việc của mình. Anh ấy đã khám phá ra một nguyên tắc hướng dẫn vô hạn, giúp biết được tài năng bên trong của anh ấy, và điều đó đã tiết lộ chúng cho anh ấy theo niềm tin của anh ta. Làm thế nào một tài sản trong tâm trí đã được khám phá bởi một người phụ nữ 80 tuổi? Tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị nhất với một người phụ nữ hơn 80 tuổi, người tỉnh táo, tinh thần sống động, được thánh linh chiếu sáng, truyền cảm hứng và năng động. Bà ấy nói với tôi rằng trong vài tuần bà ấy đã hỏi bản ngã cao hơn của mình trước khi ngủ. Bản ngã cao hơn của tôi tiết lộ cho tôi một ý tưởng mới. Ý tưởng này đã hoàn thành trong tâm trí tôi và tôi có thể hình dung ra bằng cơ sở tuyệt vời nhất. Ý tưởng này ban phước cho tất cả mọi người. Bà đã đưa ra mô hình của một phát minh mới hoàn chỉnh trong tâm trí của mình. Đến lượt mình, bà đưa bản vẽ cho con trai mình, vốn là một kỹ sư, và anh ta đã đệ trình nó cho một luật sư cấp bằng sáng chế. Bà đã được một tổ chức cung cấp 50.000 đô la cho bằng sáng chế, cộng với 1% doanh thu. Bà tin rằng trí tuệ tối cao bên trong, nguyên tắc hướng dẫn vô hạn sẽ đáp ứng và rằng ý tưởng sẽ hoàn thiện, bao gồm mọi cải tiến có thể cần thiết. Lời cầu nguyện của bà đã được đáp lại đúng như bà đã mong đợi, hình dung và lập kế hoạch. Bất kể nghề nghiệp, kinh doanh, thương mại hay nghề nghiệp của bạn là gì, bạn có khả năng tĩnh tâm và kêu gọi trí tuệ vô hạn trong tiềm thức của bạn tiết lộ cho bạn một ý tưởng mới, sẽ ban phước cho bạn và thế giới. Bạn có thể tin chắc rằng bạn sẽ đảm bảo một câu trả lời: ta sẽ nhận lời họ trước khi kêu cầu ta, họ còn nói, ta đã nghe rồi. Sách Ê-sai, chương 65, mục 24. Câu trả lời cho tất cả mọi thứ đã nằm trong bạn, nó đã có từ nền tảng của thời gian. Chúa ngự trị bạn và Chúa biết câu trả lời. Cách nguyên tắc hướng dẫn thu hút những gì bạn tìm kiếm. Một người bạn của tôi viết thư cho tôi từ Ireland nói rằng một trang trại của một người chú đã được để lại thừa kế cho anh trai cô ấy, người đã đến Mỹ vào năm 1922 và người mà họ chưa bao giờ gặp. Cô ấy hỏi liệu có thể tìm thấy anh ấy và viết thư cho anh ấy không. Họ đã thuê một luật sư ở Ireland, nhưng anh ta không thể tìm thấy gì và không nhận được một manh mối nhỏ nào. Bạn tôi thậm chí còn không có một tấm hình của anh trai cô ấy. Một đêm tôi ngồi xuống, tĩnh tâm và đọc Thi Thiên thứ 23. Đây là thi thiên tuyệt vời nhất để nghỉ ngơi, tĩnh tâm và tĩnh lặng. Trong thi thiên này, chúng ta được biết David đã tiết lộ rằng Chúa đã hướng dẫn anh ta và dẫn anh ta đến đồng cỏ xanh tươi và nước tĩnh lặng. Có nghĩa là nguyên tắc hướng dẫn vô hạn tiết lộ câu trả lời cho con người và hướng dẫn anh ta đến những tình huống bình yên, hạnh phúc và vui vẻ. David tin tưởng vào nguyên tắc hướng dẫn này và nó đáp lại niềm tin của anh ấy vào nguyên tắc đó. Chúa mà anh ấy nói đến là trí tuệ sáng tạo trong tiềm thức của con người, cái đã tạo ra bạn và nâng đỡ bạn. Suy ngẫm về sự khôn ngoan của thi thiên này, vào một buổi tối, tôi trầm ngâm như sau. Nguyên tắc hướng dẫn vô hạn hướng dẫn các hành tinh theo đường đi của chúng và khiến mặt trời chiếu sáng và điều hành toàn bộ vũ trụ, cũng chính là nguyên tắc hướng dẫn trong tôi. Nó biết tất cả và nhìn thấy tất cả. Trí tuệ tối cao này biết người đàn ông này ở đâu và tiết lộ câu trả lời. Anh ta giao tiếp với em gái mình ngay lập tức. Chỉ có một tâm trí và không có sự tách biệt trong nguyên tắc tâm trí. Hơn nữa, không có thời gian và không gian. Bây giờ tôi ra lệnh rằng nơi ở của anh ấy ngay lập tức được biết và tiết lộ
cho em gái anh ta và luật sư của cô ấy ở Ireland. Trí tuệ vô hạn này trong tôi biết rõ nhất cách làm điều này và chăm sóc nó theo cách riêng của nó. Tôi tin điều này, tôi chấp nhận nó và tôi cảm ơn vì nó đã được thực hiện ngay bây giờ. Cách thức hoạt động của nguyên tắc hướng dẫn là tiết lộ và truyền cảm hứng. Một vài tuần đã trôi qua khi tôi nhận được một lá thư từ người bạn của tôi ở Ireland. Trong đó cô ấy nói rằng anh trai cô ấy đã gửi cho cô ấy một bức điện tín nói rằng anh ấy đang trên đường về nhà. Đây là lời đầu tiên cô nghe được từ anh kể từ tháng 4 năm 1922, tròn 46 năm trôi qua. Đây không phải là sự tình cờ hay ngẫu nhiên, đây là một vũ trụ của quy luật và trật tự. Như Emerson nói, mọi thứ đều bị đẩy từ phía sau. Có luật nhân quả mang tính vũ trụ và phổ quát. Suy nghĩ của tôi đã đi vào tiềm thức phổ quát, trong đó tất cả chúng ta sống, di chuyển và có bản thể của mình, và nó tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Điều này đã được kết giao bởi người anh trai mất tích và nguyên tắc định hướng của cuộc sống, buộc anh ta phải giao tiếp ngay lập tức với em gái của mình. Một bức thư sau đó của bạn tôi kể là anh trai cô nói với cô rằng một đêm anh ấy không thể ngủ được vì có một ý muốn dai dẳng không ngừng mong muốn về thăm nhà cũ và gọi điện cho em gái. Anh ta ngay lập tức đáp lại lời thúc giục của bản ngã bằng cách gửi cho cô một bức điện tín và sắp xếp đến Ireland. Khi trở về ngôi nhà cũ của mình, anh thấy rằng những lời thúc giục và mách bảo của tâm trí sâu sắc hơn của anh đã chứng tỏ là một điều may mắn vì anh không chỉ được thừa hưởng một trang trại tuyệt vời mà còn là một ngôi nhà xinh xắn. Bạn không thể xác định câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn sẽ đến như thế nào. Kinh Thánh chép rằng, vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Sách Ê-sai chương 55, mục 9. Những điểm cần nhớ. 1. Bạn có thể học hỏi từ những sai lầm của mình, nhận ra chúng là những bước đệm dẫn đến thành công của bạn. Có một nguyên tắc hướng dẫn vũ trụ đáp lại niềm tin của bạn vào nó. 2. Bạn có thể sử dụng nguyên tắc hướng dẫn để hướng dẫn và chỉ đạo người khác bằng cách nhận ra rằng chỉ có một tâm trí duy nhất và chính trí tuệ vô hạn hướng dẫn các hành tinh trong quỹ đạo của chúng sẽ hướng dẫn, chỉ đạo và tiết lộ câu trả lời đúng cho người kia. Niềm tin của bạn sẽ được truyền đạt ngay lập tức đến người mà bạn đang cầu nguyện và người đó sẽ cảm nhận được niềm vui khi lời cầu nguyện được đáp lại. Điều bạn tin tưởng sẽ diễn ra và chắc chắn sẽ xảy ra. Bạn có thể khám phá tài năng tiềm ẩn và biểu hiện thực sự của mình trong cuộc sống bằng cách kêu gọi nguyên tắc định hướng bên trong bạn và khẳng định với niềm tin rằng trí tuệ vô hạn bộc lộ tài năng tiềm ẩn của tôi cho tôi và mở ra con đường hoàn hảo để thể hiện tài năng của tôi một cách cao nhất. Tôi làm theo sự dẫn dắt và đầu óc suy luận tỉnh táo của tôi. 4. Nguyên tắc hướng dẫn có thể bảo vệ bạn khỏi bị tổn hại và cảnh báo bạn về nguy hiểm sắp xảy ra. Tiến sĩ quá cố Harry Gardner thường xuyên nằm lòng hai câu của Thi Thiên 91, câu 11 và 12 và sự bảo vệ của Chúa đã được ban cho ông. Điều này đã cứu sống ông. Hành động đúng đắn thiêng liêng đến với bạn khi động cơ của bạn là đúng và khi bạn thực sự mong muốn làm điều đúng đắn, phù hợp với quy tắc vàng và quy luật của tình yêu. Nhiều người trải nghiệm sự hướng dẫn tự động bởi vì họ đã thuyết phục tiềm thức của họ rằng họ sẽ luôn được hướng dẫn để làm điều đúng và tiềm thức của họ sẽ phản hồi theo đó. Cảm thấy, tin tưởng, khẳng định và biết rằng bạn luôn được hướng dẫn, chỉ dẫn, duy trì và ban phước. Khi bạn tiếp tục nhắc lại những sự thật này, bạn sẽ được tự động hướng dẫn. 7. Đi đến một quyết định rõ ràng rằng bạn được sinh ra để thành công và để có một cuộc sống đầy vinh quang và có tính xây dựng. Tuyên bố và tin rằng con đường huy hoàng dẫn đến thành công bây giờ là của bạn và nguyên tắc hướng dẫn vũ trụ sẽ hướng dẫn bạn đến chiến thắng, vinh quang và thành công phi thường. 8. Bạn có thể phát hiện ra rằng có một vận may trong tâm trí của bạn kêu gọi trí tuệ vô hạn trong bạn để tiết lộ một ý tưởng sáng tạo, mới mẻ, ban phước cho bạn và nhân loại. Khẳng định rằng ý tưởng đã hoàn thành trong đầu bạn và bạn hình dung nó một cách rõ ràng. Câu trả lời sẽ đến. Tất cả những gì bạn phải làm là tin tưởng, theo niềm tin của bạn, là nó được thực hiện cho bạn. 9. Nếu bạn đang tìm kiếm một người bạn hoặc người thân đã mất từ lâu và bạn không biết người đó đang ở đâu, hãy nhận ra rằng
trí tuệ vũ trụ biết tất cả và nhìn thấy tất cả, mạnh dạn khẳng định, biết và tin rằng câu trả lời sẽ đến. Trí tuệ vũ trụ biết John đang ở đâu và tiết lộ nơi ở của anh ta theo quy luật và trật tự linh thiêng. Tôi thả điều này vào đại dương của tâm trí chủ quan của mình và nó tiết lộ câu trả lời theo cách riêng của nó. Khi thiền định theo cách này, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui của lời cầu nguyện đã được đáp lại. Trong các việc làm của con, hãy cầu xin Ngài và Ngài sẽ hướng dẫn con trong các nẻo con đi. Sách Châm Ngôn, chương 3, mục 6. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 13, làm thế nào để sử dụng sức mạnh vô hạn để chỉ dẫn bạn trên mọi phương diện. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 14.